Kỷ Lục Viễn lâng thâng bước ra khỏi rừng, rồi đi đến doanh trại, nhìn thấy những người còn lại trong nhà đang ngủ say. Trong lòng hắn đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức Lâm Thị. Phu nhân, đi theo ta, ta cùng nàng bàn chuyện báo thù. Lâm Thị trong cơn mê mệt, nghe thấy hắn nói vậy, mắt sáng lên, tưởng rằng Kỷ Lục Viễn đã nghĩ ra cách, liền theo sau hắn, lập tức nàng cũng bước theo. Đến khi nàng bước vào rừng, thấy Tôn Phàm đang đứng chờ ở đó, Lâm Thị vẫn còn có chút phấn khởi. Tướng công, mấy vị quan sai này đều là người của chàng sao? Kỷ Lục Viễn không đáp lời nàng, mặt hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, không ngờ ngươi thật sự dẫn đến rồi. Chuyện gì thế này? Không phải nói chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi không nghĩ rằng ta ăn bừa vậy chứ, không kén chọn ai sao? Đây dĩ nhiên là để thưởng cho huynh đệ. Cảm ơn đại ca, có chuyện tốt như vậy mà còn nghĩ đến chúng ta. Kỷ Lục Viễn, đây là ý gì? Kỷ Lục Viễn lấp lửng, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thị. Nhanh đến hầu hạ bọn ta, nếu không, đừng trách bọn ta không khách khí. Một trong những nha dịch nhìn Lâm Thị một cách nóng vội, nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn xé toạc nàng ra. Tướng công cứu thiếp, cứu thiếp, chúng ta còn có Nhược Linh và Nhược Phong mà. Thật đúng là lãng phí sức lực. Nhanh lên, huynh đệ chúng ta không thể chờ thêm nữa. Cứu với. Ê, các ngươi nhỏ giọng chút, tuyệt đối không được để ai nghe thấy. Tướng công, thiếp là thê tử chính thú của chàng mà. Thiếp vì chàng sinh con đẻ cái, quản lý gia đình, chàng sao có thể đối xử với thiếp như vậy. Cầu xin chàng, cứu lấy thiếp. Ngươi với chức khả năng này mà còn muốn dùng ta làm dao kiếm. Lần này chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Các ngươi làm việc nhỏ nhẹ thôi, đừng có làm hỏng đồ đấy. Tên này thích nhìn thì cứ để hắn ngồi đây mà ngắm đi. Yên tâm đi, thưa đại ca. Lâm Thị lấy tay che miệng, nước mắt rưng rưng nhìn Kỷ Lục Viễn. Thế nhưng, dưới ánh mắt cầu khẩn của nàng, Kỷ Lục Viễn lại bỏ chạy. Đêm khuya thanh vắng, tiếng nức nở đầy uất ức và đau khổ của người đàn bà làm Kỳ Trường Anh tỉnh dậy ngay lập tức. Hắn thả một góc thần lực ra. Trong rừng, thì ra là Lâm Thị và hai vị nha dịch đang chơi trò xếp hình. Thật là bất lực. Ánh mắt trở nên khàn đặc, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng và tê dại. Hai vị nha dịch thì vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Kỳ Trường Anh cảm thấy buồn nôn, hắn dùng thần lực bẻ gãy một cành cây trên đầu họ. Chết tiệt thật, xích chút nữa thì nổ tung rồi. Thôi được rồi, coi như cũng xong, chúng ta đi thôi. Được rồi, dù sao cũng xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Dù Kỷ Trường Anh không ưa gì nhà Kỷ Nhược Linh, nhưng khi thấy Lâm Thị như vậy, hắn cũng không thấy vui, chỉ cảm thấy thương xót. Khi hai tên nha dịch bước ra khỏi rừng, Kỷ Trường Anh giả vờ như đang ngủ, nhìn chúng quay về chỗ nghỉ ngơi của mình. Thật không ngờ, ra rồi mà vẫn còn mùi vị ngon lành. Ở phía kia, Lâm Thị sau một hồi lâu mới như xác không hồn, đi về chỗ nằm, nàng nằm thẳng xuống đất. Kỷ Trường Anh phát hiện, mắt Kỷ Lục Viễn đang rung rinh không ngừng. Kỷ Lục Viễn hoàn toàn chưa hề ngủ, thân là phu quân, Kỷ Lục Viễn thả giả vờ ngủ còn hơn đứng ra ngăn cản, tên này của là đồ hèn nhát. Thôi, hắn có phải hèn nhát hay không, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, dù sao thì cũng là chuyện của nhà bọn họ, ngủ thôi. Sáng hôm sau, khi lên đường trở lại, Kỷ Trường Anh thấy cả nhà họ đi phía sau, trông có vẻ không còn hứng thú. Phía Kỷ Trường Anh, Linh Nhi và mấy cô gái tiểu tình đã sớm vây quanh hắn, liếu lo trò chuyện. Anh, cha mẹ ta bảo phải cảm tạ ngươi, tối qua chúng ta ăn cái của đó, mùi vị thật không tệ. Quan trọng là ăn xong thực sự không còn nói nữa, nhà ta cũng ăn ít cái món đó, có thể cất giữ, không sợ hỏng. Không biết phía sau có còn không? Nếu có, chúng ta có thể hái thêm một ít. Càng đi về phía bắc, loại cây này càng nhiều, lúc đó chúng ta có thể tìm trong rừng núi. Hôm nay vẫn đi trên quan đạo, theo kế hoạch của Trương Tử Duy, đáng ra hôm nay sẽ qua một thị trấn, nhưng đến khi mặt trời lặn vẫn chưa đến nơi. Tối đến khi nghỉ ngơi, Kỳ Phong thu được trưởng tộc gọi đi, mỗi nhà phải cử một người mạnh khỏe, bọn họ định thử xem có thể săn được con thú nào không, nhưng kết quả rất rõ ràng, đến cả một chiếc lông gà cũng không thấy. Cha bọn nhỏ, lần sau có việc như này chẳng đừng đi nữa, để ta đi. Phu nhân tá xuất mã, một địch hai. Nàng thật lợi hại, quả thật uy dũng, lần sau cơ hội nhường cho nàng. Ở phương diện này, quả thực hắn không lợi hại bằng Chu Thị. Hắn phải thừa nhận, Kỷ Trường Anh từ không gian lấy ra thịt khô, đưa cho Hổ Thích. Hắn chăm chú nhìn hai lần, hắn không hỏi gì cả. Điều này đồng nghĩa với việc hắn ngầm chấp nhận, đây lại là đồ mà Kỷ Trường Anh lén giấu. Đến nửa đêm, trời đổ cơn mưa lác đác, quan sai vội vàng gọi mọi người dậy và lên đường ngay trong đêm. Dù ai nấy đều mệt mỏi, nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Nhìn trời có vẻ sắp mưa to, Kỷ Trường Anh nhờ đã cất giữ vài tấm áo mưa, nên vội vàng lấy ra, chia cho mỗi người trong nhà một mảnh. Đây từ đâu mà có?
Đại nương đừng hỏi nữa, chúng ta mau đi thôi, mưa như thế này, không khéo sẽ sinh bệnh. Nghe thấy vậy, cả nhà cũng không kịp hỏi thêm gì nữa. Mưa gió càng lúc càng lớn, cả đoàn người khó nhọc lê bước trong đêm tối. Ai nấy đều như chuột lột, rớt xuống trong cơn mưa. Họ đi suốt hơn một canh giờ, thì quan sai đi dò đường mới hớn hở quay lại, báo rằng phía trước có một ngôi làng. Lúc này sấm chớp mưa rền, dưới sự dẫn dắt của quan sai, cả đoàn người dồn sức đi đến sáng. Cuối cùng cũng đến một ngôi làng nhỏ, ba mặt đều là núi. Nhìn kìa, phía trước có một cái sân lớn. Để ta đi gõ cửa. Mau đi đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Bọn ta là quan sai đến từ kinh thành, vừa rồi mưa lớn bất chợt nên đến đây tránh mưa, mau mở cửa. Trong nhà này không có ai. Không ai à? Ngươi nói kiểu gì thế? Ông già kia, mau mở cửa. Lính của Lý Ác Ngư rất thiếu kiên nhẫn, hắn đập cửa vang dội, nhưng không biết trong nhà có nghe thấy không, chẳng ai thêm ra hỏi chuyện gì. Sao lại như vậy? Tại sao bọn họ không mở cửa chứ? Bọn họ nhất định không chịu mở cửa. Lũ già này sống chán rồi. Đập cửa cho ta. Đập hết thảy cho ta. Ngay lập tức, cả ngôi làng trở nên gà bay chó chạy, hỗn loạn. Sau khi đập vỡ cửa của nhà ông lão, đám quan binh liền xông vào bên trong. Nhưng ngay lập tức họ đối mặt với một nhóm dân làng, tay cầm vũ khí sẵn sàng nghênh chiến. Chư vị hào hán, năm nay mùa màng chúng ta thất bát, chính bản thân cũng đói không đủ ăn, thực sự không còn thừa lương thực, xin hãy tha cho chúng ta. Nhìn bộ dạng nghèo nàn của các người, ai thèm cướp của các người chứ? Chúng ta chỉ qua đây tránh mưa, trời quang chúng ta sẽ đi, mau dọn cho chúng ta hai gian nhà. Tôn Phản sốt ruột phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ để người bên ngoài vào tránh mưa. Dám hỏi chư vị hào hán, các vị là ai? Chúng ta là quan sai ác giải phạm nhân, đi ngang qua đây để tránh mưa, tiền bạc chúng ta sẽ trả đủ. Lão trưởng, phiền ông gọi vài người thu xếp nhà cửa. Vị trưởng thôn, nhìn kỹ cách ăn mặc của đám người này, thấy họ là quan sai thì mới an tâm. Dạ, các vị quan gia, ta sẽ đi gọi người thu xếp ngay. Biết điều đấy, chư vị quan gia, ta sẽ cho người đun ít nước nóng, để các vị đại nhân uống trà nóng và nghỉ ngơi đôi chút. Không tệ, biết điều đấy. Các ngươi đi thu mỗi nhà 2 lượng bạc, nhà nào nộp rồi thì vào nghỉ ngơi. Hiểu rồi, thưa đại nhân. Lão trưởng thôn nghe những lời này thì kinh hãi nín thở. Những căn nhà tồi tàn của dân làng mà đám quan sai này dám thu tận 2 lượng bạc, mấu chốt là những căn nhà này đâu phải của họ. Bọn chúng đúng là phường ác bá. Này, này, tất cả các ngươi nghe đây, muốn có phòng nghỉ ngơi, mỗi nhà nộp 2 lượng bạc, không nộp thì ra ngoài trời mà chịu mưa gió. Bọn chúng thu tận 2 lượng bạc, chỉ để vào căn nhà này mà mất 2 lượng bạc sao? Khi nghe những lời này, đám đông lập tức ồn ào cả lên. Những căn nhà tồi tàn ở ngôi làng này, vậy mà đám quan sai dám thu họ tận 2 lượng bạc. Nhưng họ lại nghĩ, nếu không nộp tiền, họ sẽ phải ra ngoài trời chịu mưa. Không ít người liền câm lặng, bắt đầu xếp hàng nộp tiền. Ôi trời, bọn này thật là lòng dạ đen tối, mở miệng là đòi ngay 2 lượng bạc. Chỉ cần khép miệng lại, tiền đã vào túi. Chúng nào hiểu người khác kiếm được từng ấy tiền khó khăn ra sao? Ôi, đến lúc này rồi, chúng ta đành phải bỏ tiền mà giữ mạng thôi. Đại nương, chẳng lẽ chúng ta không nộp nữa? Anh, đôi khi không cần tính toán quá chi li thiệt hơn trước mắt. Trước khi quyết định, phải suy nghĩ hết thảy các lựa chọn, rồi chọn cái kết cục mà mình có thể chấp nhận được nhất. Giống như lúc này, dù ta cảm thấy bỏ ra 2 lượng bạc thật là đau lòng, nhưng so với việc các ngươi phải ra ngoài chịu mưa, rồi sinh bệnh, rồi lại tốn tiền chữa bệnh mà còn khổ sở, ta thà bỏ 2 lượng bạc còn hơn. Sợ rằng có người không có tiền, đến lúc đó chẳng lẽ thực sự đuổi họ ra ngoài chịu mưa sao? Ngươi nói không sai chút nào, ở kinh thành cũng không phải ai cũng là người giàu có. Khi tất cả mọi người đã nộp xong, còn lại khoảng 4 nhà chưa nộp, trong đó có 1 nhà ở Kinh Lý, 3 nhà còn lại ở thôn Liên Hoa. Đuổi hết 4 nhà không nộp tiền ra ngoài cho ta. 4 gia đình này đều có người già yếu, bệnh tật, họ không có hộ tịch, bên ngoài lại đang mưa lớn, chẳng sợ bọn họ bỏ chạy đi đâu cả. Khoan đã, người đứng ở đây đều là tộc nhân của hắn, cũng bị liên lụy bởi cha của hắn. Những người này chưa từng oán trách số phận bất công, cũng không nguyền rủa gia đình hắn. Hắn không thể làm ngơ nhìn họ chết trước mắt mình. Ta đây chỉ còn lại 6 lượng bạc. Có ai nguyện ý cho ta mượn thêm 2 lượng, để tất cả bọn họ đêm nay đều có chỗ nghỉ? Ta nguyện ý bỏ tiền. Tiền bạc trong nhà hắn biết rõ số lượng, bỏ ra 2 lượng bạc, hắn nghĩ người nhà cũng sẽ không phản đối. Ta cũng nguyện ý, sống cùng nhau mấy chục năm nay, sao có thể trơ mắt nhìn họ bị đuổi ra ngoài? Ta cũng vậy. Người dân thôn Liên Hoa bất ngờ mở lời ồn ào, tụ lại tìm tiền, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười. Là người của thôn, họ tự hào, người thôn Liên Hoa chúng ta tự bỏ ra đi, công tử chỉ cần giúp cho nhà của Kinh Lý là đủ. Lúc này, Tôn Phàm cũng tỏ vẻ không nhẫn nại, nhìn họ rối loạn hết cả. Đủ rồi, lỗ dân ngu này, nộp xong tiền thì mau cút đi. Trong hàng có vài ông lão,
đọc ngay lúc trời mưa lớn, vội vá lên đường ban đêm, lâu nay thiếu dinh dưỡng, thân thể cũng không còn khỏe, liền sốt cao. Ông lão, ông phải cố gắng chịu đựng. Ông nội, ông mau dậy đi. Đại tôn, ngươi ra ngoài, mời trưởng thôn đến đây. Ra ngoài cẩn thận chút, đừng để bị ngã. Vâng, bà nội, cháu sẽ đi gọi trưởng thôn ngay.